Hôm nay Địa chất 146 xin giới thiệu báo cáo kết quả khảo sát địa chất trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Càng Long, địa điểm thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đây là hình ảnh khoan. Có hai hố khoan 1 độ sâu 55m ngày khoan 30 tháng 10 tới 31 tháng 10 2021, hố khoan 2 độ sâu 55m ngày khoan 31 tháng 10 đến 1 tháng 11 2021, được thực hiện vào tháng 10 và 11 năm 2021. Đây là vị trí của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Càng Long. Đây, nhìn tổng thể thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ, nên đất trên mặt rất là yếu. Đây là mặt cắt địa chất, trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Càng Long, địa điểm thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ta có hai hố khoan, mỗi hố khoan sâu 55m, ở trên mặt xuống độ sâu khoảng 1.3m, ở hố 1 là lớp san lấp, ở hố 2 là đến 1.5m là lớp san lấp. Kế tới là lớp cát pha màu xám đen, tiếp đó là lớp bùn xét pha kẹp cát, màu xám đen xám nâu trạng thái chảy dẻo chảy đến độ sâu khoảng 28m. Rồi kế tới là lớp sét màu xám nâu trạng thái dẻo mềm đến độ sâu 42m. Lớp 4 là lớp sét pha màu xám đen trạng thái dẻo mềm đến độ sâu 48m. Từ độ sâu 48m trở xuống 55m là lớp sét màu nâu hồng trạng thái nửa cứng đến cứng. Thì từ độ sâu 48m trở xuống đây là mới là lớp đất tốt, tức là lớp 5 mới lớp đất tốt. Đây là hình ảnh của mẫu đất. Ở trên mặt hai mẫu cát pha màu xám đen ở hố 1, rồi kế tới là lớp bùn sét kẹp cát đến độ sâu 28m. Rồi 30-32m trở xuống tới độ sâu 40m là lớp sét trạng thái dẻo mềm. Độ sâu 42, 44, 46, 48 là lớp sét pha màu xám đen. 50, 52, 55 là lớp sét trạng thái nửa cứng đến cứng. Ở hố 2 là 50, 52, 55 là lớp sét trạng thái nửa cứng đến cứng. Tức là có 3 mẫu này thôi, 6m cuối cùng này mới là lớp đất tốt. Đây, lớp 5 mới là lớp đất tốt, còn các lớp còn lại là lớp đất rất là yếu. Tất cả các lớp màu xám đen này đều là rất là yếu, nên không nên đặt móng công trình vào lớp xám đen. Còn nên đặt móng công trình vào lớp màu nâu hồng, trạng thái nửa cứng đến cứng. Đây là hình trụ khoan khảo sát địa chất, trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Càng Long, địa điểm thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Hố khoan 1 ngày khoan là 30-31 tháng 10, 2021. Độ sâu hố khoan là 55m, mực nước ngầm là âm 0,7m. Từ mặt đất xuống 1.3m là lớp san lấp, 1.3-5.7m là lớp cát pha màu xám đen. Các pha SPT rất là yếu, 4-5 búa. Từ 5.7 đổ xuống đến là 28.5m là bùn xét pha kẹp cát, màu xám nâu xám đen, trạng thái chảy đến dẻo chảy, SPT từ 0 tới 2 búa. 28.5 trở xuống đến 41m là lớp xét, màu xám nâu trạng thái dẻo mềm. Đây là lớp đất yếu luôn, tức là nó tốt hơn bùn chút xíu thôi, nhưng mà rất là yếu, không nên đặt móng vào lớp này luôn. Từ 41 đến 48.5m là xét pha màu xám đen trạng thái dẻo mềm, lớp này cũng là lớp đất yếu, SPT từ 5 đến 7 búa. 48.5 đến 55m, bề dày của lớp 5 là 6.5m, là lớp xét, màu nâu hồng trạng thái nửa cứng đến cứng, SPT là 31 đến 35 búa. Đây là lớp đất tốt, móng công trình nên đặt vào lớp 5. Đối với hố khoan 2, ngày khoan là 31 tháng 10 đến 1 tháng 11 2021, độ sâu hố khoan là 55m, mực nước ngầm âm 0.8m. Hố khoan 2 trên mặt xuống độ sâu 1.5m là lớp sét, lớp san lấp. 1.5-5.2 là lớp cát pha màu xám đen, SPT là 11 đến 15 búa. Từ 5.2 đổ xuống tới 27.6m là lớp bùn xét pha kẹp cát màu xám nâu xám đen trạng thái chảy đến dẻo chảy. Đây là lớp bùn xét pha kẹp cát. Ở hố 2 cũng vậy, đây là bùn xét pha kẹp cát màu xám đen, xám nâu trạng thái chảy đến dẻo chảy. Lớp này rất yếu, SPT chỉ từ 0 tới 2 búa, từ 27.6 xuống đến độ sâu là 42.5m là lớp sét màu xám nâu trạng thái dẻo mềm. SPT là 4 đến 7 búa, 42.5, 48.6 là sét pha màu xám đen trạng thái dẻo mềm, SPT 6 tới 7 búa rất là yếu. 48.6 tới 55m là lớp sét màu nâu hồng trạng thái nửa cứng đến cứng, SPT là 33 đến 36 búa. Đây là lớp đất tốt, lớp 5 ở cả hai hố khoan đều là lớp đất tốt. Bề dày tại hố khoan 2 là 6.4m. Đây là bản tổng hợp kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất. Hố khoan 1, rồi bên dưới là hố khoan 2. Rồi ta có lớp đó là lớp 1 là lớp cát pha màu xám đen, đây là lớp san lấp. Lớp 2 là lớp bùn xét pha kẹp cát trạng thái chảy đến dẻo chảy. Lớp 3 là sét màu xám nâu trạng thái dẻo mềm. Lớp đất này ở SPT là từ khoảng 4 đến 7 búa. Lớp 4 sét pha màu xám đen trạng thái dẻo mềm. Lớp này cũng tương tự như lớp trên, rất là yếu. Đến lớp 5 mới thật sự là lớp đất tốt, là lớp sét màu nâu hồng trạng thái nửa cứng đến cứng.
Đây là lớp đất tốt. Ở bên bản tổng hợp thể hiện rõ, ở hố 1, hai mẫu đầu là lớp cát pha san lấp, kế tới là bùn sét pha kẹp cát, trạng thái chảy, sét màu xám nâu trạng thái dẻo mềm, đây là lớp đất yếu luôn. Sét pha màu xám đen trạng thái dẻo mềm, lớp đất yếu luôn. Chỉ có lớp đất tốt là lớp sét màu nâu hồng trạng thái nửa cứng đến cứng. Mẫu 2 cũng tương tự như vậy, hai mẫu đầu là lớp cát pha, kế tới là bùn sét pha kẹp cát, sét màu xám nâu trạng thái dẻo mềm, sét pha dẻo mềm, tất cả là lớp đất yếu hết. Đến lớp 5 là sét màu nâu hồng trạng thái nửa cứng đến cứng, đây là lớp đất tốt. Tức là từ độ sâu 50m trở xuống mới là lớp đất tốt. Ở bên đây là độ sâu 50m trở xuống là lớp đất tốt. Tức là chúng ta có khoảng 5m là lớp đất tốt. Thì đối với công trình trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Càng Long thì móng công trình nên đặt vào lớp 5 này. Tức là lớp sét màu nâu hồng trạng thái nửa cứng đến cứng. Thì lớp này có SPT cao, cường độ chịu tải cao, thì lại về lâu dài thì nó sẽ ổn định và không bị lún theo thời gian. Còn nếu vào đặt là vào những lớp trên này, ví dụ như lớp bùn sét, lớp sét hoặc lớp sét pha dẻo mềm này á, thì theo thời gian đất sẽ lún dần và ảnh hưởng tới công trình là gây nứt, gây nghiêng công trình không tốt, nên không đặt móng vào những lớp này.